Dạ, xin chào tất cả quý vị. Quý vị có thấy đây là gì không ạ? Đây là một cái đống rơm quý vị ơi. Chắc quý vị cũng nghe là nấm rơm nhiều rồi đúng không ạ? Đây là nấm rơm này nó đúng là nấm rơm nguyên chất này quý vị ơi. Trời ơi, phát hiện một cái đống nấm rơm này có nấm quý vị. Nhìn quý vị nhìn thấy là phê luôn. Ở đây. Đây 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 đây. Đây nấm này, đống này. Đây nấm rơm vào. Nấm rơm này chứ không phải nấm rơm ở ngoài chợ mà tí tí nha. Nấm rơm này quý vị thấy to như nắm tay luôn này đó. Phê không? Ơi sang đây con đi lại kia con lại kia chứ vô đây nó bắn đó con ơi. Lần này. Hôm nay đi qua nhà mợ chơi, nhà cậu chơi, vô tình phát hiện cái đống rơm này. Nó có nấm này quý vị ơi. Trời ơi. Ui trời ơi. Ngon thế à? Hả? Ngon thế quá. Ngon không? Ngon luôn. Ui trời ơi, đây nữa này. Trời ơi. Con nấm rơm. Ui cho nó. Con nhổ đi con. Từ từ nhổ đi nè, mà chạy con nhổ đang cầm sát cái này con nhổ nghe. Đây mới là nấm tự nhiên đấy quý vị. Nhìn hấp dẫn ghê luôn không? Đây đây. Con phải nhổ sát cái này. Nhổ này mà chạy con nhổ nè. Đây là một rơm đây quý vị này. Chứ phải nấm rơm mà đa số quý vị là nấm rơm thường là người ta họ dùng hóa chất chủ yếu. Nhưng mà phân ure à. Nhưng mà đây là quý vị thấy là một cái đống rơm, cục rơm này đẹp không? Hãy cũng chia sẻ là chắc là chia sẻ lên kênh cuộc sống miền Trung được đây. Nước lụt vô Nước lụt. Nước lụt vô ngập lại nhé, hơi thấy cái chân này cũng mập lắm. Dạ. Không biết thì. Cái này mà có bỏ gì vô đây không? Tự nhiên rồi đó hả? Vậy là mỡ cũng nhổ mấy lần rồi đó hả? Nhổ mấy lần rồi. Đó hả? Ui trời ơi, nhìn thấy đã chưa? Nó quanh luôn. Ui trời ơi, là trời. Đây này, ui trời ơi, nó mập nhỏ nhiều lắm mọi ơi. Ui con mớ luôn. Dạ. Trời ơi, đây nữa này. Cái này nó mập, nó lên không nổi, nó đè dưới này luôn nè. Ui trời ơi, nó to em. Trời ơi, quý vị ơi. Cái nấm thì cái này. Có cái nấm to hơn nữa. Dạ. Bữa nữa to đó. Trời ơi. Ui cái này mình phủi lên. Nhiều lắm. Ở này, mình gỡ ra mình lên nè. Để im ra là hắn lấu lại. Dạ. Là hắn không có mập nấm như vậy. Hả? Cái gì con? Ủa đây có nữa hả? Ủa trời ơi, cái nấm này nó to nè. Trời ơi. Cái bàn tay này có bị không? Cái bàn tay này nó to hơn bàn tay luôn nè. Trời ơi. Quá phê luôn. Nhìn. Để quanh quanh nữa. Ơi. Cái này nhổ chưa? Cái này nhổ chưa kịp là nó to hả? Đúng. Rồi bây giờ sao đi nhổ cho ba đi. Sao đi nhổ đi. Con nhổ về ăn luôn hả? Hả? Ăn đây luôn hả? Đúng rồi, nhổ về ăn. Đây con nhổ sát dưới, đây. Đây con nhổ sát dưới này. Ui trời ơi. Đây này, sao đi cầm nè. Ui trời ơi, cái nấm mối quý vị ơi, nó to nè. Sao đi lên đi mà coi hả? Ui trời ơi. To bằng cái đầu sao đi luôn rồi. To bằng cái đầu rồi. Đúng. Đúng không? Đúng. Đúng. Đem về à? Ôi. Cái này nó mọc rồi, hình như là nó mọc rồi. Cái nhỏ chuẩn bị nó lên nữa nè. Con này là con cuốn chiếu con. Con cuốn chiếu. Nó cuốn như cái chiếu vậy con, thấy không? Như ở trên trường có. Đến trường đi học thôi đúng không? Đúng. Học bằng hình ảnh thôi đúng không? Ui trời ơi. Đây nữa con một mớ nữa quý vị ơi. Chưa bao giờ thấy cái cảnh mà nấm rơm nó đã như thế này. Mẹ ơi, nhìn đã mẹ ơi. Nhìn rồi không muốn nhổ luôn rồi. Hả? Đã không? Nhổ luôn hả? Nhổ được không? Được. Cho anh trải nghiệm anh nhổ nấm rơm đi ha. Quá thú vị luôn quý vị ơi. Đây này ba chỉ cho con nhổ nè. Cứng quá hả? Được, con nhổ ngoài, con nhổ vô, con nhổ này cái này trước, cái này đó. Mình nhổ luôn cái nhỏ luôn mày. Rồi. Rồi con nhổ. Cứng quá hả? Rồi được. Rồi sau đây là nhổ tiếp này con sao đi. Trời ơi mình phủi cái này lên kìa. Nhìn thấy đá chưa? Quá đã. Đã quá hả? Đã quá. Hả?
Ủa cái này hình như là có phía trong đây sao nó mềm mềm này hả? Rễ mộc quá. Rễ mộc ha. Rửa thật rồi mà bóp ở đây là quý vị biết là đây là cái cục rơm này cho trâu cho bò ăn đó quý vị. Ôi trời nó rớt xuống này. Nhưng mà do là vừa rồi nó bị lũ lụt đó quý vị. Mà cái nấm rơm á là nó to lắm chứ không phải là cái nấm rơm mà giống như ngoài chợ mình mua. Mà nấm rơm ngoài chợ mình mua thì 100% là hú chắc nha quý vị, 100% luôn. Chứ không có hú chắc là nó không có lên được. Còn cái này là tự nhiên này. Mà rất là khó lên nhưng mà sao ở đây là lại lên đây. Mà lên tự nhiên thì ăn thì rất là ngon. Được một rổ rồi nè. Wow. Đây lại đây nhỏ con ơi. Đây đây quý vị nhìn thấy đã không? Nhìn phê thiệt luôn á. Sao nó hát nữa tiếp đi. Hát tiếp chứ. Hành không lần no xanh hát con hơi đời ở đây vòng quanh hôm hôm giống nó mặt đường quá. Rồi tiếp tục không được ba đang quay lỡ giờ rồi mẹ nhổ kìa. Đó, bư bư lên nhổ hết luôn đây. Sau đây là nhổ này con đi lại đây con lại đây đây cái ok rồi sau này nhổ này chủ cái này nó ăn trong cái rơm á, cái này nhẹ nhàng luôn. Úi xời ơi. Úi xời ơi. Năm nay chưa có nấm mới không? Năm nay chưa có nấm mới hả? Trời ơi, nó đã dữ vậy. Ồ. Đã quá. Chứ còn mà trước là cũng mập rồi, gõ ra luôn ba. Rớt ra luôn hả? Rồi để nó không sao đâu con. Đây. Đó. Rồi. Lâu lắm rồi mình mới gặp lại nghe. Chứ không phải là hơn 20 năm rồi. Hồi xưa lâu lắm. Bây giờ là luôn. Ok. Có cục rơm cũng đóng rơm để tưới nước cơm á vậy. Cái này tưới nước cơm là dễ lành mà có tưới nước cơm vô mới ngon mà. Là dễ lành hơn, ấm ấm á. Đúng rồi. Hồi xưa là nước cơm là mình nấu bếp củi á, là ăn hai có nước cơm. Nước bao gỗ hả? Mà có cả là mình lửa ra hết luôn. Rơm cho bò ăn rồi thành thử không tí. Đi giật nó đi. Giật đi. Uống cơm nhẹ đến bẹt đó. Đó quá hì. Đây đây con đi, con xem đây ơi. Ui chết cho. Ê ê ê. Nhổ luôn đi. Thấy con nhổ đi. Con nhổ cho quen chứ. Không được hả? Rồi. Đây cái này. Đây. Không cái nhỏ để trong lớn cho mọi người. Ê, chỗ cái này nhổ ăn mới ngon. Đó, ở ngoài thường thường là chân này nè. Nhưng mà cái ở ngoài nó hổ phân. Trời ơi. Đúng rồi. Cái này là bằng cái đầu sau này nè. Nó to. Mình nó có mấy cái to hơn nữa. To hơn nữa hả mà. Ừ. Ui cho nó phê ở đây. Gì đấy này? Hả? Reo hả? Có sao này vui quá. Yeah, các bạn thấy cái nhâm rơm. Cái này mà đốt bánh xèo ăn thì thôi là hết sảy luôn. Là nó ngon nhức nách luôn. Rồi đi bưng cho má cái đi sao này ơi. Yeah. Bưng nè. Rồi. đi bưng đi vô luôn đi. Được không? Rồi, coi ở đây con nè, con có nhỏ nè. Thôi để thì để cho lớn thì trời ơi nó đã chưa. Đây. Nhưng mà ba muốn ai em có nở luôn rồi. Hả? Sao? Lá nở luôn. Ba lấy cái nhỏ luôn hả? Nở lá nở luôn rồi. Trời cái này đúng cái xèo ăn cũng được đó mẹ ơi. Ôi trời vợ em ăn chay ăn cái này nữa thôi hết sảy hỉ. Ăn chay ăn cái này thôi quá ngon luôn. Để coi thử quanh còn không chắc thấy rồi. Trời ơi sướng quá quý vị ơi, nhìn mà nó phê. Nói chung là cảm giác là nó sướng hơn là đi lượm được tiền á. Rồi chỗ này bắn quá qua từ đây có là nhục. Mắt mắt có khi nào không rắn nó chui ra bữa mà trời. Không có. Lại có đám to chỗ này. Ui giời ơi. Nó sướng kinh đó mọi ơi. Thiệt cái chứ. Rồi ok. Rồi. Chụp nha, cười lên cái nha. Rồi, chụp rồi. Anh thấy được cái nấm mà thấy
Ok, ba vừa quay phim ơi, chụp ảnh luôn nè, chụp hai mẹ con nè. À, ôi sao đây kìa. Wow. Rồi chụp với lại đống rơm luôn nha. Vừa chụp ảnh vừa quay phim luôn. À. Ảnh đi. Rồi ok ok. Ok, sau này kìa, sau này đưa tay lên luôn kìa. Chụp ở đây thôi nha. Ok ok ok. Yeah, ok. Quá đẹp luôn. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video nha. Hôm nay hai gia đình của Hải đi. Đây, ai gọi? À, gia đình của Hải đi qua nhà mợ thì gặp được nấm rơm. Trời ơi, quá thú vị luôn quý vị ơi. Một... quá là đẹp quá. Nổ nên nổ bị hư. Ờ, đây. Đây vợ của Hải đấy quý vị ơi. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị nha. Rồi, nay đi tạm biệt ạ. Cô chú, ông bà, cô bác. Cô chú, ông bà, bác. À, rồi, ok. À, ok, đây là mẹ. Mẹ tạm biệt với mẹ ơi. Rồi, rồi, ok. À, mợ. Cảm ơn mợ nhiều nghe. Rồi, bye bye. Mợ ngại quá, ông đang sống. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Cái gì con? À, đấy sáng mốt ra cái rừng à. Rồi ok. Cảm ơn cho quý vị xem nha. Đây có đống rơm này, quay lại lần nữa đống rơm này. Đó, đống rơm. Thú vị quá mà. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nha. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị.